Ok, chào mừng các bạn đến channel của Super Chat đây. Và hôm nay là mình sẽ cái gì? Mà hôm nay mình không phải là một video về tự tin hướng dẫn tìm hiểu hay là gì khác, mà hôm nay mình sẽ làm video về thông báo về một chuyện khá quan trọng cho các bạn. Và hôm nay mình sẽ định làm video tìm hiểu, nhưng mà do mai là mình bắt đầu đi đi du lịch với nhà của mình, cho nên là mình đã nghĩ ra ý tưởng là mình sẽ quay video đi du lịch của mình với lại nhà mình. Mà mình cũng nói cho các bạn biết luôn là trong trong vài ngày tới là mình sẽ thêm hai hai chuyên đề hai chuyên đề mới của kênh mình. Chuyên đề thứ nhất là cái chuyện ma buồn hay cái chuyện vui gì đó. Cái chuyên đề thứ hai chính là ẩm thực, rồi mình sẽ làm tất cả những món ăn ẩm thực do mình đã tự làm ra. Mình còn chưa nói cho các bạn một chút là trong vài tháng hay là mấy tháng nữa là mình đã phải đổi kênh một lần nữa, đó là đổi kênh thành Mega THT hiện tại. Rồi mình sẽ đổi tên kênh mình, cho khi mình đạt được khoảng là 80 video, mình sẽ đạt được khoảng đó, mình sẽ đổi kênh ngay, để các bạn mắc để một số bạn khác nó mắc không phải ý kiến về về cái tiêu đề kênh mình, mắc không rắc rối nữa. Ok, mình chỉ làm video thông báo thôi chứ không phải là làm video khác mà dài như video này đâu. Nên mình phải tạm dừng đến đây để mình ngủ sớm để mai chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi thôi. Mình còn lựa cuối cùng nữa là mai á, là mình sẽ thức dậy sớm để mình làm video chuẩn bị xuất phát lên Sài Gòn để đón sân bay bay tới Đà Nẵng. Từ sân bay Hà Nội đến Đà Nẵng cũng cũng khá là xa. Mình mong là cái chuyến du lịch vào ngày mai là sẽ rất thú vị. Cảm ơn các bạn.